Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em có một số dòng lo nghe nhạc anh em, dòng tất cả đều hàng Nhật nha. Những cái dòng đôi lo này hôm nay em bán giá thanh lý nha anh em. Em xả hết những dòng lo nhạc và em chuẩn bị về dòng lo sân khấu và lo karaoke. Nên hôm nay là em xả những đôi lo này và cho giá công khai luôn anh em mua nha. Nói chung giá này em bán là bao anh em rẻ luôn. Do này em xả hàng, thứ hai là em bán giá này là em bán cho anh em về chơi nha. Và giá em ra là không, giá này không có fix và bớt nha anh em. Anh em nào làm được thì liên hệ em. Giá này em bán bao rẻ, tất cả đều lo zin nguyên bản. Bên em không có vụ lo nha anh em. Và em đi giới thiệu đến anh em tất cả. Hôm nay em có là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lo này thì em bán giá thanh lý nha. Nói chung anh em nào làm được liên hệ nha. Em đi vào giới thiệu anh em cái cặp đầu tiên nha. Này là Kenwood. Dòng này Kenwood nha anh em. Cái này em đi giới thiệu đến anh em này nha. Dòng này là trên là một cái chép nè, một cái chép đâm giấy. Và ở đây là một cái mic này super mic nè. Này dòng này lo super mic nè, lo Kenwood bao quay nè. Dòng này công suất 120W, lo 6 ohm. Dòng này super mic, là dòng này là nói về tiếng mic nó rất là hay. Và lo bass 20 nha anh em, sườn gan đúc nha. Dòng này cái cặp này do mình để lâu đó, nó bị oxy hóa cái kiền. Dòng này anh em về đánh kiền lại bình thường để nguyên zin, lo zin nguyên bản. Và gân thì gân thay nha, gân này đã làm lại nha anh em. Gân này tại dòng mà cái dòng lo bãi nó ưa một gân, mình thay gân mới thì xài hỏi thay. Thì cái này chứ anh em mua về là xài thôi nha. Đây cũng vậy nè, hai cặp mic gan anh em xem nha. Này Kenwood nha, bao wire nha. Lo bass 20, một cái mic 14 và một chất đâm giấy nha. Và giá thanh lý cặp này cho anh em chơi là 3 triệu. Bán bao giá thị trường anh em luôn. Giá này em bán nó lỗ nha. Cặp này thời điểm lúc trước em bán cặp này 4 triệu nha anh em. Giá này giờ bán anh cho anh em 3 triệu. Giá không có fix nha anh em, không có giảm nha. Và ở đây dưới đây thì cặp Digitom DS73D anh em xem nha. Digitom nè, DS73D AV. Dòng này là chép đơm mũi vàng nha, mũi gòn nó mũi vàng. Và ở đây mic đơm mũi vàng luôn. Cặp này thì anh em hỏi chê âm thanh, hỏi chê nha. Dòng này đi tâm rất nặng, lo rất nặng, bass 30 anh em, bass 30 nha. Kiền lo còn rất sáng nha. Gân vải anh em, gân vải dòng này gân chai nha, gân này bị chai anh em. Gân bị chai nên nó cứng ngắc à, nó hơi cứng nha. Gân hơi cứng nha. Anh em nào muốn mua về xài thì phải thay gân nha, phải thay gân. Cái này gân chai, đặc trưng như đi tâm, tất cả đều lo tỷ lệ nó bị chai gân khoảng 80%. Đa số nếu mà là hàng bãi về đều nó ưa chai gân lắm anh em. Thời nào bán anh báo cho anh em trước luôn. Đây là em giới thiệu luôn. Này DS73DAV. Này lo mic 25, lo chép 25, lo mic 100, lo bass 320. Có nghĩa là cái lo chép này là 25, còn cái lo mic này là 10 xăng. Đó. Dòng này thì anh em yên tâm nha. Cái cặp này em thanh lý cho anh em xài là 6 triệu anh em. Bán anh em. Cái cặp này mà thời điểm lúc trước, cặp này em bán ra giá lẻ ngoài thị trường 8,5 triệu. Nhưng hôm nay em bán giá thanh lý cho anh em 6 triệu, không bớt cho anh em, hết giá luôn. Cặp này đẹp. Bass 30 anh em. Dòng này nghe nhạc vàng karaoke được luôn. Và bên đây là cặp lo Onkyo D33X. Dòng này cặp này về cực kỳ mới luôn. Mấy cái kiện nó còn rất là sáng anh em, kiện lo rất là sáng nha. Này chép mic đơm mũi vàng. Này chép mic đơm mũi vàng. Này chép đơm mũi vàng luôn nha. Đây là nói về Onkyo 33X nè. Lo chép 25, lo mic 100, lo power 240. Thì lo này nó tính là 240 nhưng em tính 20 nha. Này màng carbon anh em, dòng màng này thì xài mãi mãi nha, nước vô vẫn không hư luôn, trừ ra đập bể thôi. Màng này nha,
gân này gân đá thai nha, gân thai anh em gân thai nha. Và ở dưới đây cặp này cũng vậy nha, đó này là giống nhau, một cặp Hongo 33X anh em, 33X thì nha. Cặp này em thanh lý cho anh em xài 3,5 triệu, không bớt nha anh em. Cặp này còn rất là mới nha, này giá này em bán xả hàng luôn, anh em thợ lái gì vẫn bán một giá luôn, tại vì mình đã bán lỗ rồi, nên anh em nào mua trước thì bán trước nha, chứ không có tính thợ ra anh em, tại vì có số có mấy cặp này em thanh lý thôi. Và ở đây thì cặp Sony này em đã giới thiệu cái clip đầu clip bên cái lò cọc kè, nhưng mà hôm nay em giới thiệu lại tại vì em đã làm gân mới anh em, gân mới nè, gân mới em đã thay ha anh em, gân mới này nha, gân mới. Cái này em có hai cặp nha, dòng này em được có hai cặp là nghe anh em, Sony Bass 20, mẫu có chép kèn. Anh em nào này em bán giá 3,5 triệu anh em, gặp lo Sony là 3,5 triệu bán giá cho anh em xài luôn. Ví dụ anh em nào lấy thợ mới mua mà trên hai cặp thì alo bên em cho giá khác. Rồi cái này bán giá lẻ, một cái thì 3,5 triệu một cặp nha anh em, một cặp dòng này 3,5 triệu. Còn anh em nào thợ thì liên hệ lại nha. Này thì Sony Bass 20 chép kèn, dòng này cao kê được nha, dòng này cho chim cao kê, lo kiểu dòng của lo cao kê nha. Cái này hát rất là hay anh em đã hai em đã test rồi, chất âm rất hay. Và trên đây thì một cặp này là má dòng này, cặp này thì của Dali 2 anh em, dòng này thì lo 8 ohm công suất 60W 89 dB, dòng này thì lo đang mặt anh em, lo đang mặt nha, lo đang mặt nha. Một chép đơm và một cái lo bát này 16, gân này gân cao su nha anh em, gân cao su xài mềm, xài rất là bền. Còn đây cái này khác luôn đó, gân cao su. Anh em nào mua thì ở này giá em thanh lý cho anh em chơi luôn, cặp này là 2,5 triệu nha anh em, không vớt luôn. Giá này thời điểm lúc trước bán cặp này 3,5 triệu đó anh em xem. Lo này cực kỳ còn đẹp, rất là đẹp, hàng lo đang mạch nha, này đang mạch nha anh em xem lại nha. Và em xem lại những cặp lo đó, và em quay về phía sau anh em xem nha, về phía sau nha, đây về phía sau anh em xem nha. Cái này là bụi nha, bụi nha, bụi này em chưa mới là dọn ra cho anh em xem và để giới thiệu đến anh em từng cặp nha. Cái dòng này thì trên đây thì Kenwood nè anh em, DG7 nha, con này DG7 này nha, lo 6 ohm này, hàng da băng công suất 90W. Còn này thì lo Diatom DS73DAV, dòng này lo maximum nó là 80W, công suất thường 25W, 6 ohm là bass 30, dòng này Diatom, hàng Nhật không có ghi watt nhiều anh em, nhưng mà nó tính theo lo bass nha, nó hát rất mạnh nha anh em, nó hát là mạnh nha. Và đây là dòng Onkyo nè anh em, Onkyo này nha, Onkyo D33X nè, công suất maximum là 150, công suất thường nó là 50, lo 6 ohm đến 4 ohm, 91 dB, hàng mình da băng, trọng lượng là một cái nó 11,5 kg đó. Nó thì đây là dòng Sony, đây lo Sony S720, công suất 110W, lo 8 ohm, dòng này lo cao kê. Và đây thì dòng lo đang mạch anh em nè, lo đang mạch phía trên này nha, Dali nè anh em, gõ mạng là có hiện chữ đang mạch liền, hình như ở trước nó có ghi chân đang mạch đó. Rồi em cho anh em xem lại nha. Và anh em nào những mới vào kênh bên em mà thấy hay đăng ký kênh ủng hộ và xem được những video mới nhất bên em chuyên làm hàng bãi Nhật Mỹ, tất cả đều là hàng bãi nha anh em. Anh em nào chưa mua gì thì anh em có tham khảo và alo bên em. Và em kết thúc video tại đây và hẹn lại video tiếp theo. Giá này là giá thanh lý nha anh em, lo đẹp nha, lo bao zin. Rồi em kết thúc video tại đây, hẹn lại video tiếp theo. Xin chào.